chị ơi hãy viết câu thơ. Trà ơi sao em vội nỡ rời bờ trần gian, tiếc thương em nét dịu dàng ra đi để lại ngập tràn niềm thương. Đời người như đóa phù dung sớm mai hớn hở chiều dùng vàng rơi. Thương em tôi cả cuộc đời gánh con gồng dao trọn người mình thương. Giờ đây ngã rẽ đôi đường thênh thang em bước để vườn lệ vẫn nồng nàn phút lắm dung trao gửi muôn vàng lời thương. Chiều xuân giọt nắng vương tiễn đưa bộ khúc đoạn trường gửi em. Chị Nguyệt Kim Sơn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em Trà, gửi đến những người thân thương, và chị xin cầu nguyện cho em ra đi thanh thản, an vui nơi miền cực lạc.